chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với cả khóa học guitar đếm hát cơ bản trên trang web unica.vn. Mình tên là Hà Kế Tú và có nickname là Hà Kế Tú trên YouTube. Mình đã có hơn 12 năm cầm đàn, chơi đàn và nghiên cứu về đàn guitar. 5 năm đi giảng dạy tại các trung tâm và cũng như trung tâm của mình tại Hà Nội. Số lượng học viên của mình lên tới hàng trăm người, cũng như là số lượng học viên online lên tới hàng trăm ngàn người dựa trên số lượng followers trên Facebook cũng như là trên YouTube. Mình chú trọng đến những kỹ thuật cơ bản và áp dụng thực tiễn vào ngay những cái bài hát quen thuộc đối với tất cả các bạn. Cho nên là khi mà các bạn học qua cái giáo trình này, các bạn có thể nắm được những gì cơ bản nhất về nhạc lý cũng như là về âm giai và những thứ cực kỳ cơ bản để cho các bạn không bị mất gốc. Nhưng các bạn có thể thực hành ngay lập tức vào những cái bài giảng rất là quen thuộc, những cái bài hát rất là hay trong cái giáo trình này, nhằm hướng tới một cái hiệu quả cao nhất đối với người chơi. Sau khóa học này, mình tin chắc rằng tất cả các bạn có thể làm chủ được cây đàn guitar trong thời gian ngắn nhất nếu mà các bạn có một cái lộ trình học khoa học hợp lý và bám sát theo đúng giáo trình. Và nếu mà có tất cả các câu hỏi gì liên quan đến đàn guitar và đệm hát phát sinh ra trong quá trình học, các bạn đừng ngần ngại gửi tin nhắn cho mình nhé. Mình sẽ trả lời giải đáp ngay trong 24 giờ. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong khóa học guitar đệm hát cơ bản trên trang web unica.vn.